ngủ vào lời ra. Đó, vui vẻ nha cả nhà. Suka gọi trực tiếp cho luôn đi, gọi dùm em ơi. Gọi em nghe chứ, cảm ơn em nhiều. Rồi, có bông sớm á, sinh nhật quà, sinh nhật của bác hai gì. Để cái bao lắc anh mang về. Cái đây em sẵn em ghé luôn. Em cứ để là bình thường đi. Nếu mà nói vậy là xong rồi, một phút mấy sao nó gặt hút đùi và nó gầm hút đùi. Để cái đó nói chung cái đó lên công an sẽ hỏi. Công an sẽ hỏi hết. Đáng lòi hết à, nói trước nó xong. Thì nó nói như vậy đó, nó nói anh bỏ bùi. Giờ không, bây giờ không có nói được. Giờ không nói nữa. Không có nói cái gì hết. Giờ thứ hai cứ lên cho nó. Em cứ đi về đi bán buôn đi. Thứ hai gặp nhau, bây giờ hai bên người nào cũng người nào cũng chối trơn á, em thấy đó. Bây giờ tự nhiên là bây giờ không có ai nhận hết. Trong khi mình nói qua nó lại. Làm mình không? Em hiểu không? Bây giờ em cứ về đi. Em cứ lo đi bán đi, giờ thứ hai rồi nói chuyện. Thứ hai lên chợ nói chuyện. Ủa làm vậy là anh cũng ảnh hưởng tới em luôn nha, người ta nói em nãy giờ trong lên đây nè, nói em nhiều chuyện quá trời. Thì tại vì em nói ra, người ta mới nói em, thử em không nói ra ai mà nói em. Tại vì nó gài, người ta nói em bây giờ gài không gài, thứ hai lên biết được à. Cũng cần coi bình luận, bây giờ em cứ về đi, mình có nói hay không. Thứ hai lên phường mà biết à. Thứ hai lên phường, xử lý như thế nào thôi, còn bây giờ người nào cũng nói người nào tốt hết, rồi bây giờ tự nhiên đụng ra là chuyện là xấu. Đó là em về đây. Người nào nói sai là người nào công an hỏi cung nhiều lần là lòi ra hết à. Nói chung anh Sabo sẽ hỗ trợ. Đúng rồi. Anh hỗ trợ em đi. Rồi cảm ơn Sabo nhiều nha. Ở đây không biết ai là đúng hay sai, nhưng chỉ có công an xử lý là đúng rồi. Lâm. Cho xe bàn qua luôn đi. Lấy bánh qua. Xe cứng qua luôn. Rồi vậy cho mọi người thứ hai giải quyết đi. Thứ hai giải quyết thì bán Lan rồi, thứ hai đi. Lo bán hết đi, để ảnh hư á. Thứ hai giải quyết. Lên rồi giải thích rồi. Rồi ok nhanh thang lặng, nói chung là đã cắt máy rồi nha. Ai đúng ai sai gì lên trên đó là tự ra hả? Em sai thì em lọc quần, em xin lỗi Bánh Phong Lan. Còn Bánh Phong Lan sai với con Sưng sữa chua ha, với hai con tiểu tử nhau phát tán clip em á thì nó phải chịu trách nhiệm thôi. Ứng Nguyễn không cần nói chuyện với ai hết, giờ im lặng lên phường. Ok nhanh Bo Bo ơi, cảm ơn anh nha. Cảm ơn Bo Bo nha. Chặt khúc đuôi hầm giò heo hả má? gửi cho lâu nha. Là con tiện tự nó phát tán clip rất là nhiều rồi, bây giờ mình phải lôi đầu nó ra thôi. Mình phải lôi đầu nó ra. Con nào cái chống anh nó bị ấy, em thò sâu xuống. Rồi bây giờ mình sẽ lôi ra từng con thì lên trên đó thì nó cũng sẽ lòi ra hết trơn à. Con nào nó cũng lòi hết trơn à. Con nào thì ở đâu, ở phường nào thì để đó đi cho mát. Con nào ở phường nào thì mình về phường đó giải quyết. Đó lên công an khai hết, người ta có nghiệp vụ hỏi cung là khai ra hết đó mọi người. Rồi ok nha Su. Đàn Bo Bo chúc sức khỏe nha. Để rồi hồi nãy ở đây sao tụ không nổi. Tụt thì cũng phải tụt hai người thôi chứ tự nhiên tụt đây tụt bàn quan thiên hạ với ông nội. Tới công chuyện luôn à. Đó chào chị Kiền Thanh, cảm ơn chị Kiền Thanh ủng hộ nha. Chào chị Giang Ngô nha. Rồi chào chị Sáng Hồng nha. Chào chị Sáng Hồng nha. Rồi thứ hai có lời ra ba xem nữa hả? Dạ đúng rồi nha, 123 ơi. Dạ 123 cho anh Tướng Nguyễn, cho anh Trích, cho Minh Nguyễn nha. Chào chị Đoan Trần nha, hello Mai Lê, vui vẻ đi nhóm ơi. Hai bà cô Lê chúc sức khỏe, chào anh một chị. Sẽ cho anh ăn qua rau câu cho nó có dừa mà mát 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 cho anh ra. Còn mà anh không ra nữa thì cho anh ăn qua bánh gấu. Bánh gấu không qua nữa thì cho ăn em. Trời ơi. Tới công chuyện luôn cuối cùng, trời ơi, kính ra. Cuối cùng, đúng là ổn không? À biết sao tự nhiên chọn Mai Lê rồi, để làm quên đi cái nỗi đau cái vụ ha. Ơi Michael Lê gọi cho em. Nghe đi. Nghe đây đi. Michael Lê là ai á? Người lạ Michael Lê đúng rồi, quẹt qua. Gọi đi. Còn anh Mai Lê gọi nha, đang xử vô gì. Alo, anh ơi Michael Lê, em như mặn cầu rồi. Dạ. Thì em nói hồi nãy trên live đó, nếu mà anh cơm trái anh ỉ chạy phải không thì em đưa anh 5 gói nữa anh khỏi ỉ, nếu mà anh ỉ nữa thì em đưa anh bánh gấu mà anh không thể nào cứu được thì em xử lý anh, em ăn anh luôn. Ăn ở dưới. Anh muốn ăn sao? trời ơi cái này em phái nha anh. Mà hỏi anh bước qua xe Tướng Nguyễn không? Hỏi anh bước qua xét Tướng Nguyễn không? Tại giờ Tướng Nguyễn bỏ qua bên, em biết định cuộc đời em được.
trời ơi ghê gớm chưa. Ủa, cái chà là cầm cốt liền à. Quá chưa. Trời, em biết trang trí trang trí nô thông cây thông cho anh luôn. Trời ơi, bảo đảm luôn anh, đại em còn chinh mà anh lo gì. Anh lo gì vụ đó. Em là qua lại luôn anh. Dạ ok nha chị Trung Cộng. Mặt dài đúng rồi, lên phường rồi đó. Tím cái gì đâu đen, tím cái gì đâu đen đúng không? Dạ không, qua lại, anh thấy qua lại không? À, qua lại. Qua lại anh không biết. Thơm qua lại vậy đó. Trời ơi, người qua lại trắng ngộ đâu cũng thơm hết á. Còn xa cũng thơm luôn. Qua lại cắm gì? Anh còn giọng nói hay quá ha. Bên nước ngoài giọng nói mềm dịu quá trời. Bên Việt Nam nói chuyện quá đây. Bây giờ em nghe giọng nói anh mê luôn á anh. Trời ơi, anh mạnh miệng ghê. Anh mất tới Tứ Nguyện trả cho anh được không? Tứ Nguyện thay thế được không anh? Em thì nói chuyện Tứ Nguyện. Anh muốn thử em chưa? Tứ Nguyện thì mà anh chịu và tiếp nói rồi. Anh ơi, mới gặp mà chắc sẽ làm dữ dằn lố quá. Rồi là anh đưa hành em lên mạng đó. Anh muốn có đứa con. Mà đứa con thì anh về liền đi, em đã cứu cho anh có đứa con. Nếu mà anh về đi, em nếu mà anh không có làm được thì em mua thuốc. Anh mạnh không? Anh mạnh không? Đúng rồi, anh mạnh không? Tự hả? Ừ. Ôi, ok. Anh cười quá trời. Trời ơi, sao cái gì của anh ngon hết vậy? Anh đã hỏi con sáng muối giống như anh rồi, thay ba không? Hả? Anh ơi sao? Vậy hả? Trời ơi, ông một chuyện lên cho em một người quá phải ý tưởng nha. Cô Lê. Ủa sao biết? Rồi em về đây đi, em bú anh nha. Sáu thôi 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 76 đi. 76. Ờ anh về đây đi nha, rồi em sẽ bú anh nha. Anh muốn bú đâu em bú đó nha. Cho vừa lòng anh nha. Nhiên á thì Nhiên thì bú ở dưới, em bú ở trên. Được không? Ok ha. Tề đó, hai đứa em sẽ phục vụ anh nha. Ừ. Anh ơi, anh lên xong rồi ha. Cho toàn vợ quay clip luôn ha. Rồi thôi rồi má ơi. Trời ơi, trời. Hết cả nước ra, trong nước thằng là nước biết tôi. Biết ra của tôi luôn. Em cho đứa con chứ em không đủ cho cả thế giới coi được đâu. Con thôi. Trời ơi, người ta thấy cái bé của em hết luôn quá. Thấy em bé. Nói chuyện ảnh đi. Nói cái đó kìa. Giờ không. Nhớ xuống like và nhớ tới cho con gấu giùm em nha. Xuống like rồi gọi em. Anh ơi, nãy giờ em phục vụ anh rồi, xuống like nhớ bánh gấu giùm em nha. Rồi anh nhắn tin cho em lấy bánh dấu em bán lấy 50 khẩu à, mới nhắn tin cho em. Dạ bánh dấu dạ bánh dấu em bán bánh con gấu á. À, tại vì hồi nãy anh nói đau bụng thì bây giờ em bánh nói em bán bánh con gấu anh Lê ơi. Bánh gấu là em rồi. Em là bà bé Nhiên à, bây giờ em bán bánh con gấu. Anh muốn mua phải không? Trời ơi, Tú Nguyễn muốn nói chuyện với anh à. Gì vậy Mai Lê? Bấm ra ngoài đi anh. Ủa sao lo đâu trơn rồi Nhiên? Bấm ra ngoài đi Nhiên. Điện thoại thì nó thấy không, ông thấy không đâu trơn. Rồi sao vậy? Tắt gọi lại, gọi video á.
dỗ dỗ. Trời ơi dỗ. Dỗ em bé, dỗ em bé dỗ lên 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 mà nó không lên luôn má ơi. Dỗ hoài không lên nè. Dỗ sao? Vuốt nhẹ nhẹ thôi. Vuốt nhẹ nhẹ. Rồi rất ơi anh Mai Lê ơi, như kêu em vuốt nhẹ nhẹ anh thôi. Gãy hả? Vừa vừa thôi, vuốt nhẹ nhẹ thôi đúng không? Để em vuốt thử ra rồi lên rồi nè anh Mai Lê ơi. Mới thấy lên nè. Nó bị mát rồi đó. Rồi vuốt chút chút nữa, vuốt nữa. Anh ơi. Ở đó đó. Anh ơi. Nghe. Tại... Rồi rồi rồi, anh ơi, nó lên rồi. Anh ra chưa? Rồi anh cởi quần ra đi. Quá dài quá đất. Anh cởi quần ra đi rồi em nói chuyện rồi cho anh ra. Cởi rồi đâu mặt đâu, tối đâu em mặc quần áo trời. Trời ơi, vậy thôi giờ để em phải tham anh nha. Ờ, để em phải tham coi anh có tở cỡ ra chưa rồi em nói cho anh ra nha. Quá trời quá đất. Hả? Cái gì? Thì có bà Nhiên thì hai đứa em nói chuyện sao cho anh ra thôi. Ôi đó giờ em không có biết quay tham đâu. Em là sự thật việc thật rồi anh ơi, em không có biết quay tham. Ý là bây giờ anh nói là anh tới rồi, anh tồn quá rồi. Bây giờ là hai đứa mình nói làm sao để cho anh vừa nói bên đây mà anh vừa sụp em bé bệnh. Em đâu biết nói đâu, em la không à, anh ơi em la không á. Cái gì không hả? Bánh gấu ơi. Trời ơi, cô hoài à, cười lắc nhớ lên đơn nha anh Mai Lê. Anh không lên. Được. Thôi anh lên đơn 500 đô đi anh. Đó, chào mọi người nha anh. Thôi bây giờ anh lên đơn đi anh, em đi mượn tiền góp em mua cho anh nha, rồi chừng nào anh có anh trả lại cho em nha. Trời ơi tình cảm cái gì. Thôi lên đơn đi, lên nhỏ sao. Ừ tối về nhớ điện cho em với Nhiên nha, hai đứa em sẽ giúp cho anh ra nha. Rồi giờ lên đơn sao nè, bạn mặt mượn nhiều không quá đâu chị, bạn bình thường nha chị. 500 đô hả? 500 ngàn. Trời ơi 500 ngàn mua gì? 500 ngàn mua ngàn hoàng nha. Ờ dung gốc trà đá vô để đá đó 2 ly nha chị Quanh Võ ơi. Ờ đó. À chị anh Võ dồn vô nha. Trời ơi 20 hũ nha. Vì hy sinh 20 hũ bánh gấu. Có làm thì mới có ăn nha Nhiên nha. Ờ hay quá chị ơi. Đổ hết luôn. Ờ. Cho miếng ngầu sao. Hình như mọi người biết Tuấn Nguyễn nhỏ mặn quá nên không tách ai lên đơn Tuấn Nguyễn nha. Không ai chỉ đợi Tuấn Nguyễn hết trơn vậy. Ổi nè mọi người ơi, ổi không dậu. Ổi được có 5 ly 1 triệu anh Tuấn Nguyễn đó. Trời ơi, lấy cái ta dậu mình đứng lên lấy cho cái ly coi dậu tôi rót vô coi dở. Trời ơi lẻ lớn. Đi nào, đi cói hả? Đi cói. Cùng lát lấy đi hay là đập ly à. Con muốn vậy nó dễ dàng lắm nha chú. Không giỡn lắm á. Không á. Uống quá hết là giỡn á. Không, 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 không uống được. Không có ba. Giờ anh sao? Kẹo sao nè anh. Rồi dẹp đồ đây, dẹp đồ đây, dẹp đồ đây. Giải tán đi. Dẹp đồ giải tán đi. Giải tán môn hộ đi. Bây giờ là mình chơi, mình chơi. Cái này cũng ngoài. Chị Sưng đem xuống á, trả lụa. Rồi đổ luôn đi. Rồi đến đây. Dẹp dạo lấy bình rượu ra đi. Ờ đây 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 đây. Bỏ cái này thôi, bình rượu để đó. Bao nhiêu anh? 150 đúng không? Rồi rồi nè. Đó anh Cưng Nguyễn lên kèo 5 ly 1 triệu cho anh Cưng Nguyễn đúng không anh Cưng Nguyễn ơi. Cưng Nguyễn uống 5 ly 1 triệu cài, Cưng Nguyễn không có bán hàng cả. Cảm ơn dì Sưng mãi định. Còn nhiều nhiều dậu mượn trăm đi, mượn trăm đi có dạ, có nha. Cảm ơn Cưng Nguyễn nha.
một ly, hai ly. Đó, anh Tấn Nguyễn ơi, 5 ly hả? 5 ly anh. Còn đưa tiền liền cho anh Tuấn Nguyễn liền đi em. Dạ. Nè, 3 ly, 4 ly. Mấy ly anh? 4 ly rồi. Đồ mạnh vậy. 5 ly nha. Rồi, một triệu của anh Tân Nguyễn nè, đủ 5 ly cho anh. Đủ rồi. Hay quá, cảm ơn Tân Nguyễn nha. Cảm ơn Tân Nguyễn nha. Cảm ơn Tân Nguyễn nha. Em, anh xin lỗi anh Tân Nguyễn nha, em sẽ dùng là 1 triệu này, em sẽ mua. Cái đó là để Hùng với mày làm chính dạ. Thôi anh giữ đi, đúng rồi, kiện của anh giữ đi. Tại vì anh có chơi, có chịu thôi, nói chung đây. Cảm ơn Tân Nguyễn nha. Rót cho anh Dậu đi phá mồi không. Trời ơi, anh Dậu giờ sủng sủng ẩm ba đảng rồi. Dậu nó đổ ké như là anh giả bộ anh chết đi. Chết đi, có người mua áo quay rồi anh. Đóng mặt quá mồi. Nó bị sấm bay đây á, mặt nó đã gây. 4 ly á. Đúng đây ạ. 2 ly đầu với 2 ly chơi trò chơi. Con nãy giờ con cũng 6 ly rồi đó. Con mình nó khốn, nó khá phần Dậu chơi với con. Con đâu có yếu uống rượu đâu. Mà cái ra rượu này đỏ hơn cô, mà vừa uống mấy rượu kia nó nóng cần cổ lắm. Ngủ vào lời ra. Đó, vui vẻ nha cả nhà. Suka gọi trực tiếp cho luôn đi. Gọi gọi rồi, em gọi rồi. Em là người thật, chị thật lắm chị, em sống thật lắm. Rồi em chào. Em chỉ muốn ra ủng hộ mấy đứa nhỏ thôi, chứ em không có gì hết á, nói thiệt. Cảm ơn chị Suka nha. Chào em Dích Kinh Bình Nguyễn, chúc sức khỏe của Bixin. Chào em Dích Kinh nha anh Dậu. Đạo giả, chị gọi hồn em này đạo giả. 10 cái chả cá đâu, 10 cái khô đâu, 10 thùng mì, 50 bánh gấu, 10 ly vodka, ok. Nếu không lên đơn từ nay với đây em đừng có điện chị nữa nha đạo giả. Dạy luôn rồi, dạy luôn rồi. Rồi anh cùng với Lạp anh thấy là quảng cáo mì mày mày uống không? Ừ, 2 ly. 1 ly rồi. Hello. Trời ơi, bỏ nãy giờ có 80 vòng bận ly hoài. Mày xạo nha, mày xạo nha. Ê thôi, nè chị 10 ly vodka. Nãy em nói 10 ly vodka, nè 10 ly vodka, 10 chiếc chả cá, 10 cái khô, 10 thùng mì, 50 bánh gấu, ok. Ê, nói nhiều quá, ê quá. Chị hy sinh gan ruột chứ chị nha, không ok, mày lên đơn cho tao liền, còn không từ nãy đi đựng điện cho tao nha đào võ, tao gọi hồn mày đó. Thôi được. Nguyễn có cặn bông nha cả nhà, anh gà thêm thằng cặn nha. Cặn bông cho Tuấn Nguyễn nha mọi người. Trời ơi, cặn hai bó luôn hả? Dạ, cái này là của em để tặng anh ha, lúc nào cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ, là năng lực của đào dương lên nha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Còn cái này là của anh gà thêm anh ấy ha. Dạ. Anh ấy mới ăn nguyên bản anh. Đó, anh gà thêm. Trời ơi, anh gà thêm ơi. Em cầm điện thoại anh kia để xuống nha đi. Cảm ơn gà thêm nha, chứ cảm ơn em nhiều nha. Trời ơi, có bông sớm mà sinh nhật quà sinh nhật. Sinh nhật của anh phải gì? Để cái bao lắc anh mang về. Tại vì cái công việc cái đây em sẵn em ghé luôn. Chọn chiếc sáu đưa em đồ có công. Trời ơi, trời cảm ơn em nhiều nha, chứ cảm ơn gà thêm nhiều nha. Này bông à, đứng quẻ chú Hoàng Anh, chú Hoàng Anh đang thêm một cái biên bản đó nha. Ăn nhiều lắm không sao, ăn nhiều tao thêm. Anh ăn nhiều rồi. Ăn nhiều rồi hả? Bị nhiều lần hả? Ủa đuổi. Nói ra cách tầm 2 tầm giống mới bị nữa đó. Ôi, cô like nhiều quá bị ăn biên bản hả? Không biết. Chừng nào không về. Ông có hỏi mà là tháng 6 là ông vừa ông về đó, mà ông bệnh chứ ông đang cũng quản mình bệnh, ông có đi được. Không phải tháng 6 vừa rồi là ông về rồi, tháng kia mấy tháng kia là ông về. À. Ở cái đó là cái đó Hoàng Thanh đi em đúng không? Trời ơi, quá trời vui vẻ luôn Hoàng Thanh ơi, cảm ơn Hoàng Thanh rất là nhiều nha, tặng hoa cho Tuấn Nguyễn nha. Anh kia mà tới bữa sinh nhật nó đi với đi đi qua chơi cà phê thôi, nó không có hứa được, tại nó tự đi làm á. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha, đã gửi. Dạ trước cho anh.
Trời ơi, còn em nữa, tự nhiên em tưởng em nhanh tặng qua cho anh nữa. Em đi lần này là thứ năm mới gặp anh á. Lần thứ năm mới gặp anh á, ôm cái đi, gặp idol, ôm cái đi. Ôm ơi. Đó, ôm idol một cái nha. Trời ơi. Tại vì đi đường nó hơi, đi đường nắng quá trời nắng. Em quận 12 chạy lên. Ngồi ghế anh, ngồi ghế anh. Ngồi ghế lấy anh. Ngồi ghế lấy anh. Ồ, cái nguyện có bồng sớm luôn cả nhà. Sớm được nhiều năm lần rồi, gặp được cái nguyện đó. Uống gì, em uống gì? Dạ được thôi, được rồi. Rất là vui. Uống gì uống đi. Gặp anh là em nước suối gì sao? Gặp anh là vui rồi. Đó, chạy nước suối nha. Năm lần rồi, gặp được cái nguyện. Đi lần nào mà năm lần dữ vậy? Hôm qua có ghé đó. Hôm kia, chứ một lần là qua đây gặp chị Xuân mà không có anh. Mà không gặp qua nhà anh dậu đợi trên ghế bông á, chứ một lần qua đây là thấy không có bán chắc nhà đó tụi anh đi chơi á, mới đây à, nhưng mà bữa lần đó bữa ngày hôm kia cũng kìa cũng ra ăn lần đó, không thấy à kia anh kia á kia dạ. Coi như có duyên gặp đó, là cái duyên canh đó, canh đó mẹ anh sẵn rồi đó, canh này có đời ra ma cái gào chắc có à. Chắc hết đầu cũng tối nay cũng có đời drama nữa. Drama gì nữa. Có người gọi cứ Nguyễn nha.